Xin chào mọi người, cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh của nhà Ánh. Hôm nay mình vào trong nhà bố mẹ mình chơi mọi người ạ. Thì đi ra vườn nó nhìn thấy cái hoa chuối to lắm. Bây giờ mình sẽ bảo chồng mình bẻ cho mình một tí nữa, mình sẽ làm món hoa chuối nộm. Này anh ơi, cái hoa chuối to lắm này. Đấy, bẻ đi. Có con dao ấy ạ. Bẻ thế nào nhỉ? Nhảy lên. Nhảy không được. Nó đang ra quả này, nó ấy rồi. Nó ra như thế là hết rồi. Để anh đi kiếm con dao ấy. Ừ, đi lấy con dao đi. Cái chuối này là chuối tây mọi người ạ. Thì thường thì làm bằng cái chuối gòn, chuối ngắn này ấy. Chuối tây này thì nó sẽ không bị chát. Đặt xuống bên dưới một tí nhá. Khéo gãy mất cả cái buồng của nó. Có chọc đấy, cái này. Đứng cao cao lên. Thôi. Cứa thế nào. Ôi giời ơi, là giời ơi. Cái hoa chuối của tôi đẹp như thế mà ông ấy chặt gãy mất cả. Anh xem anh làm hỏng mất cả cái bụng chuối rồi đấy. Quá dã man luôn ấy. Này tí mẹ về mẹ thấy mẹ chửi cho thì cứng đời anh. Hỏng sư nó cả cái bụng chuối rồi. Anh ơi, đi hái quả đu đủ đi. Ừ, ra hái quả đu đủ chín. Hái một quả hả? Hái một quả thôi. Sao để em xem quả bên dưới đấy, chín chưa? Chín rồi. Bẻ đi. Mấy quả chín này? Rồi bây giờ thì mình sẽ đi ra vườn để hái lá tía tô nhá. Hái ít lá tía tô này để vào làm món nộm hoa chuối. Tía tô tốt quá. Và ngày hôm nay mình sẽ làm món hoa chuối nộm với tai lợn mọi người nhé. Thì ở đây cái tai lợn này thì mình đã làm sạch rồi. Mình đã rửa sạch và ngâm với nước muối rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào để mình luộc. Thì trong cái thời gian mà mình luộc cái tai heo ấy thì bây giờ mình sẽ thái cái hoa chuối này nhé mọi người. Thì trước khi mình thái hoa chuối thì mình sẽ có một chậu nước ở đây. Và bây giờ mình sẽ hòa thêm một chút cái muối trắng như thế này vào nước để mình ngâm cái hoa chuối này cho nó không bị thâm nhá mọi người. Bây giờ mình sẽ thái cái hoa chuối này. Mình thái cái hoa chuối này mình sẽ thái mỏng thôi mọi người ạ. Mình thái cái hoa chuối này ấy, thì dao phải sắc thì mới thái được mỏng. Cái hoa chuối ngắn này này, hoa chuối gòn này này, nó rất là trắng mọi người ạ. Thì mình ăn cái hoa chuối này nó không bị chát. Hoa chuối vừa mới hái xong mang về làm rất là ngon. Mình thì đặc biệt là mình rất thích ăn những cái món nộm. Bên
Bây giờ thái đã sắp xong rồi mọi người ạ. Này to quá. Mình sẽ chỉ lấy ở bên trên đầu cái bắp chuối thôi mọi người ạ. Còn cái đoạn này ấy, đoạn này thì chắc là mình sẽ thái thêm một ít nữa sau đó mình bỏ đi vì là nó sẽ hơi bị già. Với cả hai vợ chồng mình ăn cũng ít cho nên là mình sẽ không lấy nhiều. Thì đây là hoa chuối mà mình đã thái xong. Bây giờ mình sẽ ngâm ở nước muối. Đến lúc nào mà mình sắp làm ấy thì mình sẽ lấy ra để mình rửa nhé mọi người nhé. Thì bây giờ mình sẽ rang lạc. Rang lạc trên bếp ga để cho lửa nhỏ thôi mọi người ạ. Thank you.
Và bây giờ mình đã làm xong cái món hoa chuối nộm tai lợn rồi. Mọi người xem video cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh và một lượt comment để ủng hộ mình nhé.